Hello anh em, hôm nay mình làm bánh này, sáng nay mình thử giao trả hàng căm mà. Mình làm xong hôm qua rồi nhưng mà giờ sáng nay mới có hàng thử nè. Chung về mình thử mình chỉnh hết rồi đó, giờ cho máy nó chạy luôn. Thì ba đầu gánh na, máy 6 dao, đại bằng kim. Máy này nó 4 năm trước rồi, có 4 năm rồi nhưng mà thay tới thay lui nhiều lần quá. Mình trẻ giỏ ở trên này, nhưng nó rớt xuống dưới hết rồi. Rồi cho hàng cam này nó khá bung nhưng mà cũng do cái người hấp một phần nữa đó, như ngay này nè, không có cắn râu cắn lưng hay là bẻ gốc nè, đi lại hàng bể rất ít thế đó, còn bể bể cái sọt nhỏ đó, chứ lại hàng bể thì chưa tới chấm được. Rồi bên đây là cái phần hàng nhai, nhai này cũng rất đáng gì học nè. Thôi sáng giờ trẻ được bao nhiêu dân rồi nè, không phải 2 tiếng mấy, 3 tiếng, chắc tầm 3 tiếng theo dừng này. Còn cái này là hàng nhai nè, sáng có 3 người lựa nha, bây giờ hàng 3 người cạy nhưng mà hàng cạy không có, giờ ta dễ rồi, có ba cây nhai nên ta cạy hết đây. Chung làm cảnh là trẻ nó hiệu quả hơn rồi. Hàng cam này nó ngon rồi, không có bể trong nhân nha.